Đại Thiên Thế Giới tập 79. Chào mừng các bạn đã đến với bộ phim 10 phút. Đầu tiên mọi người hãy dành ra 3 giây cho muội xin một like và comment những ý kiến đóng góp của mình vào phần bình luận nhé. Tiếp theo những diễn biến của tập trước. Khoảng cách lần trước ra ngoài vẻn vẹn cách một ngày, làm Tiêu Viêm lại một lần nữa tiến vào mảnh này không gian thần bí, Tiểu Ngạo vẫn không tỉnh lại, nguyên khí vòng xoáy trung tâm, yêu dị màu lam giọt nước còn hút vào bàng bạc bổn nguyên đế khí, không có chút nào ngưng xuống. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng không tốt quấy rầy, chỉ có thể ngồi xếp bằng xuống, lâm vào tĩnh tu, nội tâm từng lần một diễn lại tu luyện qua công pháp, nhờ vào đó đến cho hết thời gian. Suy suy, bổn nguyên đế khí điên cuồng tuôn hướng vòng xoáy trung tâm, cái sau như là một tôn đế vương, phảng phất nhận lấy ngàn vạn thần chúng cúng bái. Nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện màu lam giọt nước mặt ngoài đã có chút ít nhàn nhạt viêm quang, không còn giống như lúc trước. Tiểu Ngạo ở một bên hai mắt nhắm nghiền, trong cơ thể lại trải qua lấy dục hỏa trùng sinh tẩy lễ, bản nguyên thương thế bàng bạc long khí đổ vào, chậm rãi khôi phục, cùng lúc đó, thực lực cũng dần dần khôi phục trạng thái đỉnh phong, hết thảy đều hướng về phương hướng phát triển. Trong không gian thần bí, hoàn toàn không có khái niệm thời gian 4 tháng thoáng qua liền mất, trong thời gian này, Tiêu Viêm chỉ tỉnh lại qua 3 lần, mỗi lần sau khi tỉnh lại đều là diễn luyện một lần đế kỹ, dựa theo suy nghĩ của mình khi triển một phen, sửa đổi không ngừng lấy suy nghĩ trong lòng, sau đó chính là lại một lần nữa lâm vào tĩnh tu. Tháng thứ 5, Tiểu Ngạo rốt cục tỉnh lại, hai mắt mở ra một nháy mắt, trong cơ thể phảng phất truyền ra một đạo thâm trầm long ngâm, trực tiếp đem Tiêu Viêm bừng tỉnh. Tiểu Ngạo thân thể nhảy lên chính là đứng lên, mở rộng một chút hồi lâu chưa từng động tới thân eo, phát ra một đạo lười biếng rên rỉ. Khôi phục rồi. Nhìn thấy Tiểu Ngạo tinh thần phấn chấn thức tỉnh, Tiêu Viêm trong lòng hơi động, vội vàng nói. Tiểu Ngạo cười hì hì nhẹ gật đầu, giữa lông mày vẻ mệt mỏi đã là biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là sức sống vô tận. Ta cảm giác thực lực bây giờ cũng tăng lên rất nhiều. Tiểu Ngạo ý cười đầy mặt, long hồn xương ẩn chứa long khí đem hắn bản nguyên thương thế triệt để chữa trị, loại này xâm nhập linh hồn sảng khoái cảm giác, thế nhưng là rất lâu không có cảm nhận được. Thấy Tiểu Ngạo hoàn toàn khôi phục, Tiêu Viêm nội tâm thật sâu thở dài một hơi, trong lòng cũng có chút vui vẻ, để cho mình lo lắng hơn một năm sự tình rốt cục có kết quả tốt nhất. Cái kia đế viêm còn chưa tốt. Đưa ánh mắt về phía nơi sang nguyên khí vòng xoáy luyện đế hải thiên viêm, Tiểu Ngạo mắt lộ ra ngạc nhiên nói, ai biết cái gì có thể tốt. Cười khổ lắc đầu, Tiêu Viêm trong lòng cũng cực kỳ phức tạp, vạn nhất vật này khôi phục cần cái 3-5 năm, lúc kia 4 viện thi đấu đều kết thúc, hết thảy cũng đều muộn, mà mình ở chỗ này lại tu luyện không được, nếu như luyện đế hải thiên viêm không thể kịp thời khôi phục, mình tu luyện cũng sẽ rơi xuống không ít. Chỉ có thể chờ đợi. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm cũng không có biện pháp, để đế viêm tại nguyên khí nồng đậm địa phương khôi phục, cũng không biết mình ý nghĩ này là đúng hay sai. Tiểu Ngạo thấy này cũng không biết nói cái gì, nhún vai, Tiêu Viêm đặt mông ngồi trên mặt đất, hai tay nâng quai hàm, mắt to quay tròn chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Long hồn xương, thật có thể tiến vào huyễn linh không? Nhìn thoáng qua dùng mọi thủ đoạn Tiểu Ngạo, Tiêu Viêm đột nhiên cười một tiếng, đem long hồn xương đem ra. Thật, Tiểu Ngạo sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi, nguyên lai ngươi ra ngoài lại tiến đến một lần, thật được, mơ hồ liền nắm giữ huyễn linh không kêu gọi phương thức, hắc hắc, cái không gian này lúc trước thế nhưng là danh chấn đại thế giới tù vực, mặc dù bây giờ xuống dốc, nhưng đồ tốt vẫn là rất nhiều, chờ sau này có thực lực, ngược lại là có thể đem những vật kia lấy ra. Tiểu Ngạo nhếch miệng cười một tiếng, hiển nhiên là muốn tựa như núi cao lớn nhỏ cự long thây khô. Đây chính là cái thứ tốt. Tiêu Viêm văn ngôn nhún vai cười một tiếng, Tiểu Ngạo nói cũng chính là trong lòng của hắn nghĩ, nhưng bây giờ phải nhanh chóng tăng thực lực lên duy nhất phương thức cũng chỉ có thôn phệ luyện đế hải thiên viêm, nếu như tại 4 viện thi đấu trước không cách nào thôn phệ, mình những ngày này cố gắng coi như uổng phí. Khoảng cách 4 viện thi đấu còn có thời gian 3 tháng, chư vị trưởng lão chuẩn bị như thế nào? Nội viện Thiên Trụ Phong, cao nhất chủ vị, hiệu trưởng lão sắc mặt nặng nề, ánh mắt quét về các vị trưởng lão, Tô Chí ngưỡng mặt không biểu tình tọa hạ hiệu trưởng lão hạ vị, trong mắt thần sắc phức tạp. Chúng ta chuẩn bị không sai biệt lắm, nhiều vị trưởng lão sau khi rời khỏi đây, học viện an toàn có thể cam đoan, chỉ là cốc trung giới học viên. Võ trưởng lão dẫn đầu đứng lên, hướng hiệu trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó do dự một chút, nhìn về phía Tô Chí ngưỡng, cái sau là cốc trung giới lớn nhất người quản lý, 4 viện thi đấu sự tình càng là để bụng, những năm qua đều là tự mình chọn lựa người dự thi, lần này lại chậm chạp không có động tĩnh. Lâm Đào cùng Võ Thiếu Kỳ có thể tham gia. Nghe võ trưởng lão, Tô Chí ngưỡng âm thanh lạnh lùng nói, sau đó nắm đấm đột nhiên ở trên bàn, cứng rắn như sắt đá đỏ nha mặt bàn đều là ném ra đạo khe hở. Tiêu Dịch không cách nào tham gia, Tiêu Viêm cùng Trúc Thiên Hỏa hai cái, chậm chạp không được gặp mặt. Hít sâu một hơi, Tô Chí ngưỡng tỉnh táo lại, thanh âm tràn ngập lãnh ý, khiến cho tất cả mọi người ở đây trong lòng đều là phát lạnh. Tiêu Dịch làm sao rồi? Hiệu trưởng lão sắc mặt cũng là biến đổi, cấp bách nói, Tiêu Dịch thực lực hắn cũng rõ ràng, tuyệt đối có đánh giết bất luận cái gì đế hoàng thực lực, nếu như thiếu khuyết chiến lực, học viện Vân Lạc lần này sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Tiêu tộc đến một phong thư sau Tiêu Dịch liền trở về, trước mấy ngày mới truyền đến tin tức. Cắn răng, Tô Chí ngưỡng trầm giọng nói, Tiêu tộc đế viêm đột nhiên bạo động, Tiêu Dịch sau khi trở về, mạo hiểm thôn phệ, bị thương tới bản nguyên. Nghe Tô Chí ngưỡng, một đám trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau, tại Tô Chí ngưỡng nơi đó, bọn hắn cũng biết Tiêu Dịch muốn có được Trúc Thiên Hỏa Thánh Linh Hỏa Thể, lấy ra tăng thôn phệ đế viêm xác suất thành công, không nghĩ tới đế viêm đột nhiên bạo động, Tiêu Dịch bất đắc dĩ, vội vã thôn phệ, rơi vào như thế cái hạ tràng. Tiêu Viêm làm sao cũng không có tin tức.
Hiệu trưởng Lão tâm tình phức tạp, Trúc Thiên Hỏa hơn một năm không có tin tức gì, Tiêu Dịch trọng thương, Tiêu Viêm lại không có tung tích, một loạt sự kiện sắp để hắn gấp điên. Khốn nạn, nói là bế tử quan, ta mời đan hội lữ trưởng lão cố ý dùng linh hồn dò xét một chút thiên phong, căn bản không có phát hiện bóng người. Nghĩ tới Tiêu Viêm, Tô Chi Ngưỡng chính là khí không đánh vừa ra tới, Tiêu Dịch trọng thương, hắn chỉ có thể đem kỳ vọng đặt ở Tiêu Viêm trên thân, không có nghĩ đến gia hỏa cũng cho hắn chơi biến mất. Tại sao có thể như vậy? Hiệu trưởng lão trên trán thậm chí có một tia mồ hôi, tới gần thi đấu, những tin tức này đối bọn hắn đến nói, có thể nói là sấm sét giữa trời quang. Nhất định phải tìm tới bọn hắn, nếu như trong hai người này tùy tiện một cái lọt vào tổn thương, chúng ta đều không đánh cược nổi. Hiệu trưởng lão sắc mặt âm trầm, nắm đấm cũng là ở trên mặt bàn, gần như đem bàn nện thấu, đến nay phát tiết lửa giận trong lòng. Tiêu Viêm thở nhẹ thở ra một hơi, cảm thụ được rốt cục dừng lại bổn nguyên đế khí, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nguyên khí vòng xoáy trung tâm, nơi đó, một đóa lớn chừng bàn tay hỏa diễm như là màu lam bọt nước lưu chuyển lên, sóng biển khuấy động thanh âm từ trong đó không ngừng truyền ra, phảng phất kích thích ngàn cơn sóng, thanh thế dọa người. Thành, xong rồi. Tiêu Viêm bờ môi run rẩy, nội tâm kích động càng là không gì sánh kịp, chờ đợi lâu như vậy, rốt cục trông Đế Viêm thành thục một khắc. Một bên, Tiểu Ngạo cũng rốt cục thở một hơi, xem ra cuộc sống nhàm chán rốt cục muốn tới đầu. Những ngày này Tiêu Viêm kiên trì được, hắn nhưng là kém chút liền chịu không được. Bạch, như là lúc trước cửu huyền kim lôi, đóa này hình như bọt nước hỏa diễm đột nhiên lắc một cái, phảng phất cảm giác bị cái gì hướng về Tiêu Viêm bạo sông mà đến, điên cuồng thôn phệ lấy Tiêu Viêm quanh thân hộ thể đỏ kim sắc hỏa diễm. Hắc, nhìn thấy luyện đế hải thiên viêm, Tiêu Viêm không khỏi lạnh cười một tiếng. Lúc trước hỗn độn lớn đế viêm thôn phệ cửu huyền kim lôi, cái sau cũng là nghĩ lấy thôn phệ cửu huyền kim lôi, trải qua một trận ác chiến sau mới đem thôn phệ. Hiện tại luyện đế hải thiên viêm thế mà cũng muốn bắt trước làm theo, xem ra lẫn nhau thôn phệ là tất cả đế viêm thiên tính. Thôn phệ. Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng, bàn tay huy động, đầy trời đỏ kim sắc hỏa diễm lan tràn ra, như là một đạo hỏa long, nháy mắt đem màu lam bọt nước bao khỏa. Nói cho cùng, màu lam bọt nước cũng chỉ là luyện đế hải thiên viêm một bộ phận, tại 3000 lôi đế viêm cùng hỗn độn lớn đế viêm hợp lực, cho dù nó xếp hạng càng thêm gần phía trước, cuối cùng cũng chỉ có bị triệt để thôn phệ. Lam sắc hỏa diễm như là sóng cả mãnh liệt sóng lớn, không ngừng đánh vào đỏ kim sắc hỏa diễm, giống như cự long trong biển dãy ruộng, vượt qua Tiêu Viêm tưởng tượng. Đế viêm thật sự là cường đại, nghe Tiêu Viêm nói đây vẫn chỉ là một bộ phận, đợi đến thôn phệ sau tại thể nội hoàn toàn khôi phục thực lực sẽ còn tăng trưởng. Tiêu Viêm thân thể không ngừng phun trào tam sắc hỏa diễm, Tiểu Ngạo nhàm chán ngồi dưới đất, ánh mắt lại mỗi giờ mỗi khắc không để tại trên thân. Đạo yêu dị lam sắc hỏa diễm, trong lúc nhất thời vậy mà cùng mặt khác hai đạo hỏa diễm rằng co không xong. Suy suy, Tiêu Viêm toàn tâm thân khống chế, hỗn độn lớn đế viêm cùng 3000 lôi đế viêm phảng phất hai đạo sắc bén trường mâu, lấy cổ quái xảo trá góc độ mạnh mẽ đánh vào lam sắc hỏa diễm phía trên, tiểu y thân hình cũng thỉnh thoảng xuất hiện, thừa cơ hấp thu hết một tia lam sắc hỏa diễm lực lượng. Nửa ngày xuống không chỉ có không có chút nào tiến triển, tự thân năng lượng còn bị thôn phệ một chút, màu lam bọt nước phảng phất nổi giận, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo sóng lớn đem Tiêu Viêm thôn phệ. Sóng lớn bên trong mỗi một bọt nước đều là một đạo hỏa diễm, ức vạn tích thủy hình hoa thành ức vạn đạo hỏa diễm trực tiếp tuôn hướng sóng lớn, sau một khắc chính là không có động tĩnh. Vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn thấy một màn này, Tiểu Ngạo lười nhắc lập tức tiêu tán, bay vọt lên, có chút khẩn trương nhìn phía xa dừng lại không có động tĩnh sóng lớn, dù sao cũng là đế viêm dính vào xếp hạng thứ 24 hỏa diễm, đơn thuần uy lực viễn siêu hỗn độn lớn đế viêm cùng 3000 lôi đế viêm, nếu như không phải Tiêu Viêm trước đó dặn dò không cho phép nhúng tay, hắn đã sớm muốn xông tới xem xét đến tột cùng. Sóng lớn, Tiêu Viêm sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hai chân đều là run nhẹ nhẹ, đỏ kim sắc hỏa diễm hóa thành một đạo bình chướng đem mình bao khỏa ở bên trong, chống cự lấy ngoại tầng sóng lớn trọng áp, to lớn lực đạo từ bốn phương tám hướng đánh tới, Tiêu Viêm thậm chí cảm thấy ngực đều là một trận đau đớn. Cho dù như thế, đôi mắt Tiêu Viêm lại có một phần vui mừng, một đợt sóng lớn chẳng qua là luyện đế hải thiên viêm một bộ phận, xa xa không có đạt tới thành thục, sau khi thôn phệ trải qua mặt khác hai đạo đế viêm bồi dưỡng, đợi đến thành thục, thực lực chắc chắn lại một lần nữa tăng trưởng. Mà lại, hiện tại Tiêu Viêm rõ ràng có thể cảm giác được sóng lớn phía trên lực đạo dần dần yếu bớt, triệt để thôn phệ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu Ngạo cùng Tiêu Viêm tâm thần giống nhau, phát giác được Tiêu Viêm không có nhận bất cứ thương tổn gì sau mới yên lòng, một lần nữa ngồi trở lại, nhìn về phía đỉnh trệ giữa không trung, chờ đợi thời khắc Tiêu Viêm phá kén thành bướm. Thiên trụ phong trận pháp không gian, làm Tô Chi Ngưỡng cùng Hiệu trưởng lão sắc mặt nặng nề đi tới, Kỳ Bạch nhị lão đã là từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn thấy hai người có chút thần sắc khó coi, Kỳ Vân khẽ thở dài một cái nói, thế nào, kia hai cái tiểu gia hỏa còn không có tìm tới. Hiệu trưởng lão cười khổ lắc đầu, một bên Bạch bà ngoại cũng là bất đắc dĩ thở dài, mấy ngày trước đây, nghe được Hiệu trưởng lão bẩm báo nói Tiêu Viêm cùng Trúc Thiên Hỏa biến mất, còn tưởng rằng hai người là ra ngoài tu luyện, nhưng cho tới bây giờ đều không có tung tích, liền không thể không khiến người hoài nghi. Lấy thực lực của hai người bọn họ, bình thường cấp thấp thiên thú sẽ không là bọn hắn đối thủ, mà cao giai thiên thú, học viện cùng bọn hắn đều đã nói trước, không cho phép ra tay công kích học viên. Mày trắng run lên, Kỳ Vân nói khẽ, trong mắt cũng đầy là nghi hoặc, đóng giữ học viện cửa vào các trưởng lão, cũng đều nói không có nhìn thấy hai người ra ngoài, hai người này còn có thể đi đâu? Đoán chừng là đi học viện Vân Lạc. Nghe được Kỳ Vân phân tích, Hiệu trưởng lão trầm giọng nói, ngoài học viện núi rộng lớn vô biên, không thiếu một chút thần bí chi địa, chính là bọn hắn những trưởng lão này đều không có tiến vào địa phương.
hai vị trưởng lão, đây là Tinh Thiên Học Viện dự thi danh sách học viên, mời ngài hai vị xem qua. Tô Chi Ngưỡng tâm tình hiển nhiên cũng không tốt, đánh gãy Thiệu trưởng lão, sắc mặt xanh mét tiến lên, đem một cái thẻ tre đưa cho Kỳ Vân. Dự thi học viên danh sách, ngươi làm sao lại có? Tiếp nhận Tô Chi Ngưỡng đưa tới thẻ tre, Kỳ Vân cùng Bạch Bà ngoại lập tức giật mình, Đông Tây Đô là từng cái học viện cơ mật, làm sao lại sớm tiết lộ ra ngoài? Còn lại hai viện cũng đều thu được. Tô Chi Ngưỡng đôi mắt hiện lên một tia lãnh sắc, nặng nề thanh âm vang vọng một mảnh trận pháp không gian, không sợ hãi. Không sợ hãi? Cầm thẻ tre, Kỳ Vân cũng là lạnh cười một tiếng, mày trắng đều là lắc một cái, sau đó đem thẻ tre mở ra, trên thẻ trúc là lưu loát chữ viết: dự thi 5 người, Thạch Thương Hải, Hạng Hạo, Võ Thiên Đô, Hạng Thiếu Thiên, Thương Phong. Đem 5 người danh tự nói ra, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Vân, tay cầm thẻ tre đều là run lên. Học viện xếp hạng thứ 5, Lục Đạo Đế Hoàng Thạch Thương Hải. Thanh âm đều là có chút run rẩy, Kỳ Vân sắc mặt cũng là âm trầm, trách không được Tinh Thiên Học Viện lớn lối như thế, bọn hắn quả thật có ngạo nhân tư bản. Thạch Thương Hải thế nhưng là Lục Đạo Đế Hoàng, thế mà mới xếp hạng thứ 5, rất hiển nhiên, 5 người này chính là Tinh Thiên Học Viện xếp hạng trước 5 cường giả. Mộc Du Dương tại Tinh Thiên Học Viện, thế mà liền dự thi tư cách đều không có. Từ Kỳ Vân trong tay cầm qua thẻ tre, nhìn thoáng qua nội dung phía trên, Bạch Bà ngoại ngẩng đầu kinh ngạc nói. Tô Chi Ngưỡng sắc mặt lạnh lùng, không nói gì, hắn nghĩ tới Tinh Thiên Học Viện có thể sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như thế. Yếu nhất dự thi học viên đều có Lục Đạo Đế Hoàng thực lực, mặc dù 4 viện thi đấu quy định chúng tuyển tư cách là Ngũ Đạo Đế Hoàng, nhưng chúng học viện cũng đều có một loại ăn ý, chỉ cần bày ra thực lực mạnh nhất có thể tới Ngũ Đạo Đế Hoàng liền có thể nhập vây, mà Tinh Thiên Học Viện vẻn vẹn sang năm thực lực chính là đạt tới lục đạo. Tô trưởng lão dương lên trong tay thẻ tre, Bạch Bà ngoại trầm giọng nói, hiện tại xem ra học viện Vân Lạc muốn thu hoạch được thứ tự tốt hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Trong tay áo song quyền cầm thật chặt, Tô Chi Ngưỡng khuôn mặt lạnh lùng, hồi lâu không tài gằn giọng nói, dù là đánh bạc mệnh cũng phải liều mạng một lần. Nói xong trực tiếp là quay người rời đi. Nhìn qua Tô Chi Ngưỡng bóng lưng rời đi, Kỳ Vân khoát tay áo ngăn cản Bạch Bà ngoại gọi trở về, thở dài nói, Tô Chi Ngưỡng tính cách ta biết, dù sao ta từng là lão sư của hắn, vì học viện gia hỏa này thật có thể bỏ qua hết thảy. Nghe Kỳ Vân, Bạch Bà ngoại há to miệng, vô lực nhẹ gật đầu, cuối cùng không nói gì. Khoảng cách 4 viện thi đấu bắt đầu còn có hơn 2 tháng thời gian, chúng ta nhiều nhất đợi thêm bọn hắn 1 tháng. Đoán chừng Tô Chi Ngưỡng hiện tại so với chúng ta còn muốn dày vò đi. Kỳ Vân lẩm bẩm tự nói, đối với mình đã từng quật cường đệ tử, lần thứ nhất có một chút cảm thấy như bản thân giống vậy. Hiệu trưởng lão Văn Ngôn yên lặng không nói, hắn hiện tại sao lại không phải chịu đủ dày vò. Oanh! To lớn xung kích như sóng biển vọt tới, cho dù không gian nguyên khí đông đúc, Tiểu Ngạo vẫn là bị hất tung ở mặt đất. Một cái tung người từ dưới đất đứng lên, Tiểu Ngạo mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn qua nơi xa, trên mặt tràn đầy xuất phát từ nội tâm vui sướng, đợi lâu như vậy, rốt cục tốt. Sóng biển phảng phất bị bốc hơi rơi, nước biển hóa thành vô tận lam sắc hỏa diễm bay lên, sau một khắc, cấp tốc tràn vào chính giữa Tiêu Viêm trong cơ thể, hơi nước tán đi, lộ ra Tiêu Viêm bộ dáng. Đôi mắt bên trong lam sắc hỏa diễm lóe lên liền biến mất, Tiêu Viêm lắc đầu mới là tỉnh táo lại, đợi cho trước mắt khôi phục thanh minh, Tiêu Viêm song quyền đột nhiên nắm chặt, một cỗ cường đại đến gần như không cách nào nắm giữ lực lượng tự nhiên sinh ra. Lực lượng thật mạnh. Tiêu Viêm lông mày nhíu lại, bàn tay vung vẩy, một đạo hỏa diễm cấp tốc xuất hiện, hỏa diễm vẫn là xích kim sắc, nhưng lại như là một đạo như gợn sóng chậm chậm lưu động, thỉnh thoảng trong ngọn lửa sẽ hiện lên một tia yêu dị màu lam. Đế viêm uy lực cũng gia tăng. Tiêu Viêm trong lòng vui mừng, cẩn thận cảm ứng một chút, quả nhiên, phần quyết cũng nhận được cực lớn cải thiện, mặc dù xa xa chưa đạt tới tôn giai tầng lần, nhưng cũng viễn siêu hoàng giai công pháp. Đế hoàng. Tiểu Ngạo nhảy nhảy nhót nhót tới, phát giác được Tiêu Viêm thực lực hôm nay cũng là đại hỉ, hôn phệ đế viêm quả nhiên là tăng trưởng thực lực phương pháp nhanh chóng nhất, trực tiếp từ ngũ đạo đế vương đạt tới đế hoàng cấp độ, loại tốc độ này gần như có thể so với hắn. Tiêu Viêm trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi, có thể một hơi đạt tới đế hoàng cấp độ cũng vượt quá dự liệu của hắn, mặc dù trong cơ thể trước mắt còn không có ngưng tụ ra một đạo bản nguyên xiềng xích, nhưng so với đế vương đỉnh phong lại là mạnh rất rất nhiều, có thể ra ngoài. Năm ngón tay đột nhiên một nắm, khiến cho không gian nguyên khí đều là ầm ầm rung động, Tiêu Viêm nhếch miệng cười nói, gần thời gian một năm, trả giá nhiều như vậy, rốt cục có chỗ hồi báo. Khoảng cách 4 viện thi đấu đoán chừng còn có một số thời gian, sau khi ra ngoài làm quen một chút thực lực, chính là tìm Tinh Thiên Học Viện tính sổ. Tiêu Viêm ngón tay điểm nhẹ lông mày, liền phải câu thông trong đầu huyết nguyên loại. Người trực tiếp dùng long hồn xương cũng có thể từ bên trong này ra ngoài đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm, Tiểu Ngạo hiếu kỳ nói, hẳn là có thể, chẳng qua ta luôn cảm giác Vu Âm Mạch tên kia biết một chút cái gì, trước đó ta lúc đi vào liền có chút hoài nghi, nếu như ta lần này trực tiếp ra ngoài, một lần muốn thông qua hắn tiến đến liền không có đơn giản như vậy. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu trầm giọng nói, hắn hiện tại vẫn còn có chút kiêng kỵ huyết nhãn tồn tại. Tiểu Ngạo Văn Ngôn bỗng nhiên tỉnh ngộ nhẹ gật đầu, lập tức cũng không lại nói cái gì, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ngọn lửa màu tím bầm tiến vào trong cơ thể. Tiêu Viêm đem luyện đế hải thiên viêm luyện hóa thành công, hắn còn muốn đi vào làm quen một chút loại này đế viêm, để chiến đấu cũng có thể thuần thục điều khiển. Hoàn thành rồi. Tiêu Viêm tâm thần vừa câu thông đến huyết nguyên loại, một đạo mang theo thanh âm kinh dị chính là trong đầu vang lên, hiển nhiên cũng là phát giác được Tiêu Viêm không giống với lúc trước biến hóa. Dừng một chút, âm thanh này mừng rỡ như điên nói, ngươi tiểu gia hỏa này trở thành đế hoàng rồi.
Không đợi Tiêu Viêm trả lời, Huyết Nguyên đã là bị mừng như điên thanh âm chỗ quán chú, tiểu hỏa tử không tệ, không tệ, cũng không uổng công bổn tọa phí khí lực lớn như vậy, nhanh như vậy liền trở thành đế hoàng, tiến vào hoàng đạo ở trong tầm tay. Nghe được Huyết Nguyên mừng như điên, Tiêu Viêm lặng lẽ nói, tiền bối quá khen, ta hiện tại muốn đi ra ngoài, mong rằng tiền bối hỗ trợ. Dễ nói, dễ nói. Nghe được Tiêu Viêm yêu cầu, thanh âm không có nửa khắc do dự, sau đó dừng một chút lại là cười nói, nơi này còn có cái tiểu gia hỏa tại tu luyện, vì bảo hiểm, ta liền trực tiếp đưa ngươi truyền tống đến Vu Âm Mạch. Có nhân tu luyện. Tiêu Viêm Văn Ngôn lập tức sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, gần như không có bao nhiêu do dự lập tức nói, không cần, ngay tại Vu Âm Mạch. Tùy tiện. Huyết Nhãn truyền đến thanh âm cũng lộ ra không quan trọng, hiện tại hắn thế nhưng là phi thường chiếu cố Tiêu Viêm cảm xúc, như ở bên ngoài tu luyện tên kia trông thấy không nên nhìn thấy, mình muốn trừ hết nó, vẫn là dễ như trở bàn tay. Bạch. Một đạo không thể kháng cự lực đạo không biết từ chỗ nào truyền đến, Tiêu Viêm không có chút nào dãy dụ lực lượng chính là biến mất tại trong không gian thần bí, nơi này phảng phất hết thảy đều không có phát sinh, lại khôi phục vô tận tĩnh mịch. Vu Âm Mạch trong hẻm núi Tâm Bình Nguyên, làm Tiêu Viêm trống rỗng xuất hiện nặng nề xương đen, một chút chính là nhìn thấy cách đó, không xa một cái thân mặc ngân bào thanh niên ngồi xếp bằng, đối mặt với huyết hải tĩnh tu, thanh niên đưa lưng về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng là không cách nào thấy rõ khuôn mặt, mới xuất hiện một nháy mắt, đỏ kim sắc hỏa diễm chính là bao lấy Tiêu Viêm thân thể, sau đó thân hình khẽ động, đã là trốn vào xương đen chỗ sâu, khiến cho thanh niên không có một tia phát giác. Gia hỏa này đến nơi đây bao lâu rồi? Đôi mắt Đế Viêm lấp lóe, xuyên thấu qua tầng tầng xương đen nhìn qua không nhúc nhích Tiêu Viêm nội tâm dò hỏi. Không biết, loại tiểu nhân vật này lại không có lực lượng đặc biệt, bổn tọa làm sao lại quản hắn. Trong đầu vang vọng Huyết Nhãn thanh âm, trong giọng nói có nồng đậm khinh thường, mặc dù ngũ hành nhiếp nguyên trận vẫn là rút ra lấy hắn nguyên khí tự phát chế tạo yêu vật, nhưng thực lực đã cực kỳ yếu ớt, đối xa xa ngân bào thanh niên không tạo thành mảy may uy hiếp. Tiêu Viêm ánh mắt lấp lóe, trong lòng đột nhiên động một cái, nói khẽ, làm phiền tiền bối đem hắn tỉnh lại, ta có việc muốn hỏi hắn. Ngươi sai sử bổn tọa. Huyết Nhãn Văn Ngôn lập tức bất mãn, âm thanh lạnh lùng nói, đã tiền bối không vui lòng thì thôi, lúc đầu muốn hỏi một ít chuyện, nếu như khả năng thậm chí sẽ tăng lên tại hạ một chút thực lực. Tiêu Viêm nhún vai, không thèm để ý chút nào nói. Nghe Tiêu Viêm, Huyết Nhãn truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, không nói thêm gì nữa. Sau một khắc, vùng Bình Nguyên huyết hải đột nhiên bốc lên, ngưng tụ ở trên không hóa thành một cái to lớn huyết nhãn, huyết khí tràn ngập, nháy mắt đem ngân bào thanh niên bừng tỉnh. Xuy, thanh niên thân hình nhanh lùi lại, di hình hoán ảnh bước chân khiến cho Tiêu Viêm đều là hơi kinh hãi. Loại tốc độ này, dường như cùng lúc trước lâm đao đều là tương xứng. Lui lại đến hẻm núi thông đạo biên giới, thanh niên mới là ngẩng đầu lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa trên không Huyết Nhãn, quanh thân nguyên khí lao nhanh, chuẩn bị tùy thời phát động lôi đình một kích. Thanh niên khuôn mặt đẹp trai, tóc đen dày đặc, sợi tóc trưng dương, lộ ra trên trán dễ thấy vết sẹo, ánh mắt không cách nào tán đi lãnh ý. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, nguyên khí lôi cuốn lấy thanh âm, lấy một loại cực kỳ quái dị ngữ điệu nói ra, ngươi là người phương nào, dám can đảm xâm nhập bổn tọa cấm địa. Nghe được Huyết Nhãn đột nhiên truyền tới thanh âm quái dị, thanh niên lập tức sững sờ, lập tức lông mi lắc một cái, ôm quyền cung kính nói, tại hạ Tinh Thiên Học Viện hạng hạo, không biết tiền bối ở đây tĩnh tu, có nhiều đắc tội, tại hạ lập tức rời đi. Nói quay người liền muốn rời đi. Tiêu Viêm thấy này trong lòng vui mừng, lập tức lên tiếng nói, nơi đây là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Thanh niên quay người khuôn mặt trầm xuống, hít sâu một hơi, quay người tươi cười nói, mong rằng tiền bối tha thứ tại hạ vô lễ, tại hạ năng lực còn xa xa không có quấy rầy tiền bối. Tiêu Viêm cũng không còn dày vò khốn khổ, làm bộ hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ngươi gọi Hạng Hạo, thế nhưng là hạng tộc người. Hạng Hạo Văn Ngôn sững sờ, lập tức gật đầu nói, không sai, tiền bối biết ta hạng tộc. Đối với hạng tộc Tiêu Viêm tự nhiên không hiểu rõ, nhưng trước mắt loại tình huống này, cũng liền tùy theo mình theo dệt, ngược lại là biết một chút, lão phu chưa vẫn lạc trước chính là nghe nói hạng tộc có một ít thiên phú hậu bối, biết hạng tộc ngày sau nhất định đại hưng. Hiện tại như thế nào rồi? Nghe được thần bí cường giả như thế khích lệ hạng tộc, Hạng Hạo trong lòng cũng là hơi vui, vội vàng nói, mượn tiền bối cắt ngôn, ta hạng tộc trước mắt là tinh vực một trong tứ đại gia tộc, tại toàn bộ đại thế giới, đều xem như một phương cự kình. Không sai không sai, không nghĩ tới cho tới bây giờ, hạng tộc còn sẽ có người như vậy có thiên phú hậu bối. Tiêu Viêm cũng chỉ có thể tùy theo phụ họa, ra vẻ thâm trầm nói, tiền bối quá khen, tại hạ sao dám gánh lên thiên phú hai chữ, tại hạ có nhất tộc đệ, tên là Hạng Thiếu Thiên, thực lực so với tại hạ đều mạnh hơn không ít. Dừng một chút, Hạng Hạo sắc mặt phun lên một vòng kính sùng đạo, đương đại gia chủ chi tử, cũng chính là tại hạ tộc huynh, tên là Hạng Vũ, kia nhưng là chân chính thiên phú dị bẩm, thể chất vì bá thiên vương thể, trước mắt tại chiến vực, danh chấn một vực. Hạng Hạo vô luận là biểu lộ vẫn là ngữ khí, đều là ẩn chứa cực kỳ nồng đậm kính sùng chi tình. Bá thiên vương thể, làm sao có thể? Còn chưa chờ Tiêu Viêm lên tiếng, trong cơ thể Tiểu Ngạo đã là lên tiếng kinh hô, hiển nhiên thụ cực lớn chấn kinh. Không sai không sai, hạng tộc thật sự là đời nào cũng có tài tử ra. Tùy ý phụ họa vài câu, Tiêu Viêm tâm thần vội vàng tiến vào trong cơ thể, thấy Tiểu Ngạo sắc mặt sợ hãi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Làm sao rồi? Cái gì là bá thiên vương thể? Tiêu Viêm trong lòng hơi động, vội vàng nói. Tiểu Ngạo bờ môi có chút phát run, không có trực tiếp trả lời Tiêu Viêm, đột nhiên nói, ngươi cảm thấy chút thiên hỏa thánh linh hỏa thể thế nào? Tiêu Viêm Văn Ngôn không chút do dự nói, rất mạnh, nếu như tu luyện tới đại thành,
Trúc Thiên Hỏa tuyệt đối có thể trở thành một phương cự kình. Lúc nói lời này, Tiêu Viêm sắc mặt nặng nề, không có chút nào khoách đại cảm giác. Kia ta cho ngươi biết, Thánh Linh Hỏa thể cùng Bá Thiên Vương thể so sánh, cái rắm cũng không bằng. Bá Thiên Vương thể, đây chính là thần cổ tam đại chiến thể một trong, là đại thế giới mạnh nhất thể chất một trong. Nhưng còn lại hai đại chiến thể, trong trí nhớ của ta cho tới bây giờ không nghe thấy qua, cho nên Bá Thiên Vương thể nói là đại thế giới mạnh nhất thể chất đều không quá đáng chút nào. Bá Thiên Vương thể đại biểu lực lượng cùng khí thế cực hạn, trời sinh chính là vì chiến mà sinh, người uy thế quyết, đối với hắn không có một tia áp chế tác dụng. Tiểu Ngạo thanh âm nặng nề, tự mình biết đều nói ra, bờ môi khẽ run, vẫn là khó có thể tưởng tượng, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thể chất làm sao có thể xuất hiện. Nghe Tiểu Ngạo, Tiêu Viêm lông mày nhíu lại, không ngờ tới thể chất vậy mà như thế mạnh. Hạng Vũ tự nói một tiếng, đem cái tên này thật sâu ghi tạc trong lòng, có thể để cho Tiểu Ngạo điều kiêng kỵ thể chất cần mạnh bao nhiêu. Lắc đầu, tâm thần rời khỏi trong cơ thể, Tiêu Viêm lần nữa nhìn về phía xa xa, gia hỏa này danh tự mình cũng từ võ trưởng lão bọn người miệng nghe nói qua, chính là Tinh Thiên Học Viện thiên tài, vừa vặn có thể từ trong miệng hắn moi ra một chút đối với mình hữu ích. Hạng tộc người, làm sao lại tiến vào Huyễn Linh không? Tiêu Viêm lần nữa mở ra lên tiếng, hướng dẫn từng bước từ Hạng Hạo trong miệng phủ lấy lời nói. Tiền bối hiểu lầm, Huyễn Linh không sớm bị tứ đại học viện chia đều, tại hạ là Tinh Thiên Học Viện học viên, tiến đến nơi đây tu luyện, không có chút nào mạo phạm ý tứ. Nghe được thanh âm quái dị đột nhiên toát ra nộ khí, Hạng Hạo trong lòng căng thẳng, những lão quái vật này, tính tình thật đúng là suy nghĩ không thấu. Tinh Thiên Học Viện, Tiêu Viêm ra vẻ thâm trầm lên tiếng, giật mình nói, chút thời gian trước, bổn tọa còn nhìn thấy một tên, nói gọi Mộc Du Dương, đến từ cái gì học viện Vân Lạc, một lần kia, bọn hắn giống như tiến đến trọn vẹn 20 người, một cái học viện. Có thực lực như thế, cũng làm cho bổn tọa lấy làm kinh hãi. Học viện Vân Lạc. Nghe được bốn chữ này, Hạng Hạo trên mặt hiện lên một tia khinh thường cười lạnh, sau đó chắp tay nói, cái gọi là học viện Vân Lạc, chẳng qua là trong tinh vực bất nhập lưu học viện mà thôi. Mộc Du Dương tại hạ cũng đã được nghe nói, thực lực bình thường, học viện sở dĩ có thể đi vào 20 người, nghĩ đến là không có đỉnh tiêm học viên có thể dùng, nghĩ từ phổ thông học viên lấy ra mấy cái. Dừng một chút, Hạng Hạo cười đắc ý nói, ta Tinh Thiên Học Viện, mặc dù mỗi lần thí luyện chỉ có tiến nhập 5 người, nhưng đều là có được thượng thừa chi tư, xa xa mạnh hơn Vân Lạc. Không, cái khác 3 viện, 5 người. Nói như vậy, cái gọi là bốn viện thi đấu chính là các ngươi 5 người này dự thi. Nghe được Hạng Hạo nói, Tiêu Viêm lạnh cười một tiếng, thanh âm lại không có chút nào chấn động, tiếp tục hỏi. Đúng vậy, Hách Thân Eo, Hạng Hạo nghiêm mặt nói, cũng có ý tứ. Lung tung qua loa tắc trách một câu, Tiêu Viêm trong lòng đã là nhanh chóng so đo, đã Tinh Thiên Học Viện một lần chỉ có thể tiến vào 5 người, như vậy tổn thương Vân Nhi ra hỏa chính là 5 người này không thể nghi ngờ, mục tiêu một chút liền có lại rất nhiều. Bổn tọa xem ngươi căn cốt không sai, người ta cũng coi như hữu duyên, ngươi trong tu luyện có gì chỗ không rõ, nhưng cùng bổn tọa nói, đợi lần tiếp theo tiến đến, bổn tọa nói không chừng có thể ban thưởng ngươi một kiện cơ duyên. Tiêu Viêm đột nhiên có một tia hào hứng, biện pháp gia hỏa này thực lực cũng không tệ, đối bốn viện thi đấu cũng có một chút chỗ tốt, đa tạ tiền bối. Nghe đến đó, Hạng Hạo đôi mắt sáng lên, có chút vui vẻ nói, vẫn lạc tại nơi này, phần lớn là thời kỳ thượng cổ một phương cự kình, thực lực kinh người, có thể được đến chỉ điểm của bọn hắn, tuyệt đối hưởng thụ vô cùng. Tại hạ ngu dốt, mặc dù đã là bảy đạo đế hoàng, nhưng nếu là thi triển thân pháp đế kỹ, đối cái khác đế kỹ trưởng khống sẽ nhỏ yếu rất nhiều, bởi vì điểm ấy, học viện trưởng lão nhóm nhiều lần giảng giải, tại hạ vẫn không bắt được trọng điểm, mong rằng tiền bối chỉ điểm. Hạng Hạo hai tay ôm quyền, sắc mặt khẩn thiết nói. Biết Hạng Hạo, Tiêu Viêm yên lặng nhẹ gật đầu, lập tức trầm giọng nói, bổn tọa đã biết được vấn đề xuất hiện ở nơi nào, lần sau nếu có duyên gặp nhau, nhưng ban thưởng ngươi một phần cơ duyên. Tiêu Viêm giữa không trung huyết nhãn trực tiếp là chút xuống, lại một lần nữa hóa thành huyết hải, không có mảy may động tĩnh. Nhìn thấy huyết nhãn biến thành huyết hải, Hạng Hạo không khỏi sững sờ, chính mình vấn đề còn không có giải đáp, làm sao liền trực tiếp biến mất. Sương đen chỗ sâu, nhìn xem không ngừng kêu gọi tiền bối Hạng Hạo, Tiêu Viêm khổ cười một tiếng, biết Hạng Hạo nhược điểm, chuyện kế tiếp hắn coi như mặc kệ, huyết nhãn tồn tại càng là đối với Hạng Hạo làm như không thấy, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Xuy. Tại huyết nhãn truyền tống, Tiêu Viêm trực tiếp xuất hiện tại Vu Âm Mạch, đầy trời sương đen tràn ngập, nếu không phải Tiêu Viêm trong hai mắt dũng động đế viêm, đồng dạng đối hoàn cảnh chung quanh không có mảy may phát giác, mà lại dung hợp luyện đế hải thiên viêm, đôi mắt lưu động lấy từng tia mát mẻ, dường như có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Cùng huyết nguyên loại câu thông cắt ra, Tiêu Viêm nhanh chóng nhìn thoáng qua bốn phía, không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích, lập tức xuất ra long hồn xương, nguyên khí tràn vào trong đó, trong chốc lát, một vòng càng thêm thâm thúy tối tăm từ đó tuôn ra, trong khoảnh khắc Tiêu Viêm trước mặt mở ra một khe hở không gian. Tiêu Viêm không chút do dự tiến vào vết nứt không gian, thân hình nháy mắt bị thôn phệ, sau một khắc, vết nứt không gian đã là biến mất không thấy gì nữa. 3 ngày sau, nếu như lại tìm không đến Tiêu Viêm cùng Trúc Thiên Hỏa, Tô Khinh Vũ, Nguyên Thiên Mục, hai người các ngươi liền thay thế bọn hắn. Cốc trung giới, Tô Chi Ngưỡng sắc mặt âm trầm, trong hai mắt che kín tơ máu, lộ ra cực kỳ tiểu tụy, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm trước mặt một nam một nữ, trầm giọng nói: "Tô trưởng lão, ta cùng Khinh Vũ đều chỉ là đế vương đỉnh phong, sử xuất toàn lực cũng chỉ có thể cùng 2-3 đạo đế hoàng một trận chiến, không đạt được thi đấu yêu cầu thấp nhất." Nghe Tô Chi Ngưỡng, Nguyên Thiên Mục thanh âm khổ sở nói, nếu là trước đó hắn sẽ cực kỳ hưng phấn, dù là liều ra mệnh đến cũng phải tranh tài một lần,
nhưng biết Tinh Thiên Học Viện năm tên người dự thi, loại tâm tình này đã là không còn sót lại chút gì. Ta biết. Tô Chỉ Ngưỡng sắc mặt lạnh lùng, thanh âm không có chút nào tình cảm, trừ bọn ngươi ra, ai còn có tư cách thay thế? Các ngươi nói ra, ta đi tìm hắn. Cái này, Nguyên Thiên Mục cùng Tô Khinh Vũ lẫn nhau liếc nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Nguyên Thiên Mục đang muốn đáp ứng, một đạo như kinh lôi thanh âm đã là vang vọng bên tai. Tiêu Dịch, ngươi không phải muốn mạng của ta sao, tới bắt đi. Sau một khắc, một đạo hỏa diễm đã là từ cốc trung giới lối vào bạo lướt mà đến, những nơi đi qua, không gian đều là xuất hiện nhàn nhạt thiêu đốt vết tích. Trúc Thiên Hỏa. Tô Chỉ Ngưỡng nháy mắt kịp phản ứng, phát giác được cỗ này lưu lộ ra ngoài, lông mi vẩy một cái, thân hình chớp động, đã là xuất hiện ở giữa không trung. Dừng lại. Nhẹ nhàng quát lớn một tiếng, hỏa diễm không thể tại Tô Chỉ Ngưỡng trước người dừng lại, ánh lửa tán đi, bóng người lộ ra, chính là Trúc Thiên Hỏa. Ngươi trở thành đế hoàng rồi. Nhìn thấy Trúc Thiên Hỏa sau lưng chậm rãi vỗ hỏa diễm, Tô Chỉ Ngưỡng mặt không chút thay đổi nói: Tiêu Dịch đâu, để hắn ra tới. Nhìn thấy Tô Chỉ Ngưỡng, Trúc Thiên Hỏa cũng không có chút nào hảo cảm, thanh âm lạnh như băng nói: Trách không được, hóa ra là hắn cho tu luyện của ngươi động lực, xem ra ngươi đã hoàn toàn nắm giữ thánh linh hỏa thể. Tô Chỉ Ngưỡng văn ngôn nhẹ cười một tiếng, đối Trúc Thiên Hỏa thái độ không có chút nào thèm quan tâm. Thật đáng tiếc, hắn về Tiêu tộc thôn phệ đế viêm lúc bản thân bị trọng thương, chỉ sợ trong thời gian ngắn đến không được. Thụ thương rồi. Trúc Thiên Hỏa văn ngôn lạnh cười một tiếng, chút điểm thời gian này đều không chờ được sao, thật là nên sống. Tô Chỉ Ngưỡng văn ngôn chỉ là cười một tiếng, cũng không có chút nào giải thích, đang muốn nói chuyện, một trưởng lão phí sức từ cốc trung giới cửa vào chạy đến, nhìn thấy Tô Chỉ Ngưỡng, vội vàng ôm quyền nói: Tô trưởng lão, hắn xông xáo tiến đến. Ta không kịp ngăn cản. Không có việc gì. Vất vất tay, Tô Chỉ Ngưỡng không thèm quan tâm, sau đó nhìn về phía Trúc Thiên Hỏa trầm giọng nói: Ngươi trở về ngược lại là rất kịp thời, bốn viện thi đấu, học viện Vân Lạc cần ngươi. Trúc Thiên Hỏa lông mày nhướng lên, ánh mắt nhìn về phía toàn bộ cốc trung giới, đảo mắt một vòng, sau đó nhìn về phía Tô Chỉ Ngưỡng âm thanh lạnh lùng nói: Tiêu Viêm đâu? Hắn không có tìm được. Tô Chỉ Ngưỡng sắc mặt có chút co lại, cắn răng nói: Trước mắt Trúc Thiên Hỏa, bọn hắn phí đại lực khí tìm kiếm lại không có tung tích, nguyên lai tưởng rằng lọt vào bất trắc, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên cường thế trở về, cũng chỉ có thể nói rõ chấp hình bộ một đám học viên vô năng ném rồi. Trúc Thiên Hỏa văn ngôn cười lạnh, lập tức khoát tay áo nói: Thật có lỗi, Tiêu Dịch cùng Tiêu Viêm là ta muốn nhất khiêu chiến hai cái gì bốn viện thi đấu, ta không có hứng thú gì. Không để ý Tô Chỉ Ngưỡng đột nhiên âm lãnh xuống tới khuôn mặt, Trúc Thiên Hỏa liền phải khởi hành rời đi. Trở lại cho ta. Tô Chỉ Ngưỡng quát lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên đẩy ra, kinh khủng hấp lực đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đem Trúc Thiên Hỏa thân hình định ngay tại chỗ. Không biết lớn nhỏ, Tô trưởng lão thế nhưng là nhị phẩm trưởng lão, trưởng quản toàn bộ cốc trung giới, ngươi một cái nội viện học viên, lối như thế vô lễ, nhất định phải để võ trưởng lão thật tốt quản giáo một chút. Chạy tới trưởng lão thấy này không khỏi lên cơn giận dữ, trước đó Trúc Thiên Hỏa đối với hắn cũng là cực kỳ vô lễ, thừa dịp cốc trung giới trận pháp đóng lại, trực tiếp cứng rắn xông vào, hiện tại lại đối Tô Chỉ Ngưỡng bất kính, không khỏi hắn không giận. Tô Chỉ Ngưỡng, ngươi muốn làm gì? Bị Tô Chỉ Ngưỡng định tại nguyên chỗ, Trúc Thiên Hỏa hơi quằn quại chính là từ bỏ, lặng lẽ nhìn về phía Tô Chỉ Ngưỡng, hai con ngươi lạnh như băng nói: Ta đối trưởng lão tên tuổi cũng không thèm để ý, có điều, ai nếu dám kéo Vân Lạc chân sau, liền đừng trách ta vô tình. Ngươi nếu là Vân Lạc học viên, liền nhất định phải phục tùng trưởng lão mệnh lệnh, cho dù là động thủ, lần này bốn viện thi đấu ngươi cũng nhất định phải tham gia. Tô Chỉ Ngưỡng sắc mặt âm hàn, thần sắc thậm chí là có chút dữ tợn. Buồn cười, không dùng được ta ngầm đồng ý Tiêu Dịch giết ta, hiện tại cảm thấy ta hữu dụng, lại sử dụng loại thủ đoạn này, Tô Chỉ Ngưỡng, da mặt của ngươi thật là dày. Trúc Thiên Hỏa tâm tình kích động, nghiến răng nghiến lợi nói: Tùy ý ngươi nói thế nào, nhưng ta đối chuyện của mình làm liền không có hối hận qua, chỉ cần đối học viện có lợi, vô luận ta cuối cùng gánh vác cái gì tiếng xấu đều râu ria. Tô Chỉ Ngưỡng hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bình tĩnh trở lại nói. Một bên trưởng lão sắc mặt xì ngốc, nghe Tô Chỉ Ngưỡng cùng Trúc Thiên Hỏa đối thoại, thực sự là khó có thể tưởng tượng, lại có học viên sẽ như thế cùng Tô trưởng lão nói chuyện. Hừ. Trúc Thiên Hỏa hàm răng cắn chặt, hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Mặc kệ ngươi là thế nào nghĩ, lần này bốn viện thi đấu, ngươi Trúc Thiên Hỏa nhất định phải tham gia. Đương nhiên, ta cũng không phải không chút nào phân rõ phải trái, nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, tự nhiên có thể rời đi, nếu như không có bản sự này, liền ngoan ngoãn ở chỗ này. Tô Chỉ Ngưỡng duỗi xuất thủ trưởng thu hồi, âm thanh lạnh lùng nói. Hấp lực tán đi, Trúc Thiên Hỏa sắc mặt âm trầm, cũng không có định rời đi, lặng lặng đứng ở một bên không nói gì. Mộc Du Dương, Lâm Đào, Võ Thiếu Kỳ cùng ngươi, lại thêm. Thấy Trúc Thiên Hỏa không hề rời đi, Tô Chỉ Ngưỡng hài lòng nhẹ gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thiên Mục cùng Tô Khinh Vũ. Oanh. Tô Chỉ Ngưỡng ánh mắt vừa ném đến Nguyên Thiên Mục cùng Tô Khinh Vũ trên thân, một đạo khí thế kinh người liền đột nhiên lan tràn ra, cấp tốc truyền khắp toàn cái cốc trung giới, so với Trúc Thiên Hỏa trước đó bày ra khí thế đều mạnh hơn hoành không ít. Võ Thiếu Kỳ, không đúng. Cường hoành khí tức nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, tất cả mọi người là lần theo khí tức đầu nguồn nhìn lại, Tô Chỉ Ngưỡng đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó phảng phất phát giác được cái gì, lợi kiếm ánh mắt lập tức nhìn về phía trước đó nhiễm hồng vị trí, ngay tại lúc này thuộc về Tiêu Viêm Thiên Phong. Tiêu Viêm.
Tô Chi Ngưỡng trong thần sắc hiện lên một vòng kinh dị, lập tức thân hình bạo xông, hướng về Tiêu Viêm Thiên Phong bạo lướt mà đi. Hắn trầm ổn nhiều năm tâm tính, giờ phút này lại có một tia tràn ngập chờ mong kích động. Theo Tô Chi Ngưỡng hành động, Trúc Thiên Hỏa cũng là tỉnh ngộ lại, khiếp sợ nhìn về phía xa xa một tòa thiên phong, thần sắc khẽ động, cũng là theo sát mà đi. Là Tiêu Viêm, cỗ khí tức này, đế hoàng cấp độ. Khí tức tràn ngập nháy mắt dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, mấy đạo nhân ảnh từ chính mình chỗ thiên phong lướt đi, nhao nhao hướng về Tiêu Viêm chỗ thiên phong tiến đến. Trước đó Trúc Thiên Hỏa tiến vào cốc trung giới lúc bọn hắn chính là đều từ trong tu luyện lấy lại tinh thần, lần này lan tràn ra cường thế khí thế, khiến cho Lâm Đao đều là chậm rãi mở mắt ra. Gia hỏa này thật sự có tài. Võ thiếu kỳ nhất phi trùng thiên, trong con người tràn đầy vui vẻ, toàn thân nguyên khí mãnh liệt, hiển nhiên là đạt tới lục đạo đế hoàng đỉnh phong cấp độ. Từ khi tiến một bước lĩnh ngộ Hỏa Hoàng Kinh, nàng tu luyện có thể nói thần tốc, ngắn ngủi thời gian một năm bắt đầu từ bốn đạo đế hoàng đạt tới lục đạo đế hoàng đỉnh phong. Mộc Du Dương, gia hỏa này đoán chừng sẽ vượt qua ngươi. Phát giác được Tiêu Viêm cỗ khí tức này, Lâm Đao ngẩng đầu nhìn trời tự nói, sau một khắc, thân hình cũng là bạo xông mà lên, tốc độ nhanh chóng phảng phất quỷ mị, nháy mắt chính là rời đi nơi đây. Đạp mạnh ra huyễn linh không, trong cơ thể vừa mới hấp thu bổn nguyên đế khí, tiến vào đế hoàng sau y thế chính là không tự chủ được tản ra, như là long ngâm cửu thiên, đem trên bầu trời tầng mây đều là nhao nhao đánh tan. Hồi lâu, Tiêu Viêm vẫn không nỡ mở mắt ra, cảm nhận được càng thêm thuần túy triệt để lực lượng, loại này cảm giác thoải mái khiến cho hắn không khỏi rên rỉ lên tiếng. Ha 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 ha. Chính rên rỉ, một đạo nhẹ nhàng khoan khoái tiếng cười chính là truyền đến, Tiêu Viêm giật mình, vội vàng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện chung quanh đã có không ít người, giữa không trung, Tô Chi Ngưỡng, Võ Thiếu Kỳ, Lâm Đao, thậm chí đã lâu không gặp Trúc Thiên Hỏa cũng tại, vừa rồi đạo tiếng cười chính là Võ Thiếu Kỳ phát ra. Trúc Thiên Hỏa, ngươi cũng tiến vào đế hoàng. Đối với Võ Thiếu Kỳ cười to, lấy Tiêu Viêm nhiều năm ra mặt tự nhiên sẽ không xấu hổ, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Trúc Thiên Hỏa, tươi cười nói, ngươi không phải cũng giống nhau sao? Trúc Thiên Hỏa đôi mắt buông xuống, mặt không chút thay đổi nói, nguyên lai tưởng rằng lần này tiến vào đế hoàng có thể siêu việt Tiêu Viêm, không nghĩ tới vẫn là bị hắn đuổi theo. Đúng vậy, rất không dễ dàng. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tô Chi Ngưỡng, khóe miệng gạt ra vẻ mỉm cười nói, Tô trưởng lão, không nghĩ tới liền ngài đều kinh động. Xác thực kinh. Ánh mắt nhìn chằm chằm toàn thân khí thế thu liễm Tiêu Viêm, Tô Chi Ngưỡng nhẹ cười một tiếng, hai mắt nhắm lại nói, ngươi cũng tiến vào đế hoàng, như thế cái tin tức tốt, có điều, ngươi có thể hay không nói cho ta, thời gian một năm, ngươi đi nơi nào? Một năm. Tiêu Viêm văn ngôn có chút trầm ngâm, trong không gian thần bí không thể nào phán đoán thời gian, chỉ biết đã qua thật lâu, đã như vậy, bốn viện thi đấu đoán chừng cũng nhanh. Không thể. Lắc đầu, Tiêu Viêm trực tiếp cự tuyệt. Ta đoán cũng thế. Bị Tiêu Viêm ở trước mặt cự tuyệt, Tô Chi Ngưỡng cũng không thấy ngạc nhiên, phất phất tay nói, ngươi cùng ba người bọn hắn, ngày mai đến nội viện, ta có việc nói. Nhìn Tiêu Viêm một chút, thân hình khinh động, đã là biến mất ngay tại chỗ. Ngươi cái tên này còn rất ngưu khí, dám như thế đối Tô trưởng lão nói chuyện. Võ Thiếu Kỳ hì hì cười một tiếng, trực tiếp rơi xuống bên người, mở to hai mắt nhìn kỹ một chút Tiêu Viêm, lập tức cười ha ha một tiếng, vui vẻ nói, lần này tốt, năm người dự thi đều đạt tới đế hoàng cấp độ, Tô trưởng lão đoán chừng muốn vui vẻ chết rồi. Tiêu Viêm văn ngôn cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, Võ Thiếu Kỳ nhìn qua vĩnh viễn là như vậy hoạt bát, cỗ này nụ cười cũng là có thể lây nhiễm chung quanh đám người. Tiêu Viêm, ta nghĩ đánh với ngươi một trận. Những người còn lại trong lòng yên lặng cảm khái, Lâm Đao đột nhiên lên tiếng, như đao sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm văn ngôn sững sờ, đang muốn nói chuyện, Lâm Đao bên cạnh Trúc Thiên Hỏa đã là mở miệng nói, Lâm học trưởng, ta chờ ngày này đã rất lâu, có thể hay không đem cơ hội nhường cho ta? Lâm Đao nhìn Trúc Thiên Hỏa một chút, thấy người sau thần sắc kiên nghị, nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra, yên lặng nhẹ gật đầu. Trúc Thiên Hỏa. Tiêu Viêm cũng đưa ánh mắt về phía Trúc Thiên Hỏa, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, năm ngón tay cũng là chậm rãi nắm chặt. Trúc Thiên Hỏa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, toàn thân khí thế cũng đang chậm rãi ngưng tụ, nháy mắt chính là đạt tới đế hoàng cấp độ. Có cho hay nhìn. Võ Thiếu Kỳ nhìn thoáng qua Tiêu Viêm cười thầm, thân hình lóe lên, đã là phóng lên tận trời, chung quanh một chút cốc trung giới học viên thấy này cũng là nhao nhao lui đến, vì hai người lưu lại một mảnh đất trống lớn. Ngươi hoàn toàn nắm giữ thánh linh hỏa thể đi. Tiêu Viêm đón lấy Trúc Thiên Hỏa ánh mắt, song quyền nắm chặt, thần sắc trịnh trọng nói, không sai biệt lắm, một năm này ta như bị điên tu luyện, chính là vì đánh bại Tiêu Dịch. Cùng ngươi, rốt cục có một ngày ta lĩnh ngộ thánh linh hỏa thể, đạt tới bây giờ tình trạng này, ta thật cao hứng. Trúc Thiên Hỏa nói khẽ, thanh âm có một vòng vui mừng, càng nhiều hơn chính là như chút được gánh nặng. Hiện tại, thực lực của ta là ba đạo đế hoàng, hoàn toàn có đánh bại Tiêu Dịch năng lực, đáng tiếc hắn thụ thương, cho nên chỉ có thể chọn ngươi. Trúc Thiên Hỏa hai tay duỗi ra, tràn ngập đế hoàng khí thế đem phiến thiên địa này đều là bao phủ, khiến cho Nguyên Thiên Mục bọn người sắc mặt run lên, cỗ khí thế này, so với bọn hắn nhìn thấy qua một chút bốn đạo đế hoàng cũng mạnh hơn không ít. Ba đạo đế hoàng, ngươi quả nhiên rất mạnh. Tiêu Viêm văn ngôn nhẹ cười một tiếng, cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Suy. Tiêu Viêm lời còn chưa dứt, Trúc Thiên Hỏa đã là thân hóa một đạo hỏa diễm bạo lướt mà đến, bước qua mặt đất đều là ầm vang vỡ vụn, năm ngón tay khép lại thành trưởng, chính tay đâm chém thẳng vào hướng Tiêu Viêm cái cổ, thân hình xẹt qua không gian vang lên ong ong, âm bạo không ngừng. Tiêu Viêm ánh mắt như lợi kiếm nhạy cảm,
Thân thể khẽ nghiêng, xảo diệu hiện lên trúc thiên hỏa khí thế hung hăng một chưởng, đồng thời cánh tay cấp tốc nâng lên, vừa đúng ngăn trở cái sau oanh kích ra tới một quyền. Oanh! Trúc thiên hỏa nắm đấm nắm chặt, như chấn lôi một loại oanh kích đến cánh tay Tiêu Viêm, quyền phong mang theo cuồn cuộn liệt diễm, nháy mắt đem quần áo Tiêu Viêm hóa thành tro tàn, hỏa diễm liền xâm nhập vào trong cơ thể. Một đạo màu lam gợn sóng đột nhiên từ Tiêu Viêm trong cơ thể tuôn ra, như là bốn lạng chống ngàn cân, đem cỗ này lạnh thấu xương hỏa diễm thế công nhẹ nhõm tháo bỏ xuống. Thế công bị ngăn cản, Trúc Thiên Hỏa thần sắc không thay đổi, một cái tay khác năm ngón tay cấp tốc triển khai, hướng về Tiêu Viêm lồng ngực nhô ra, năm ngón tay như là năm đạo nhỏ xíu hỏa long, gần như xé rách không gian, gầm thét xuyên qua tầng tầng không gian thẳng bức. Tiêu Viêm ánh mắt có chút lấp lóe, tâm niệm vừa động, vách núi treo leo khe hở lặng yên xuất hiện tại ngực, sau một khắc, Trúc Thiên Hỏa năm ngón tay chính là cường thế đánh tới, Tiêu Viêm ngực trước đột nhiên năm ngón tay thành trưởng, đủ để đánh nát núi đá, lực lượng hung hăng đánh trúng Tiêu Viêm, Tiêu Viêm như gặp phải trọng kích, hướng bay ngược mà ra. Một chưởng đánh bay Tiêu Viêm, Trúc Thiên Hỏa nhíu mày, cũng không tiếp tục truy kích, dừng thân, lặng lẽ nhìn qua từ đống đá vụn Tiêu Viêm đứng lên, thanh âm lạnh như băng nói, thực lực của ngươi sẽ không yếu như thế, Tiêu Viêm, xuất ra thực lực của ngươi. Hắc hắc, bị ngươi phát hiện, chẳng qua ngươi cũng đừng che giấu, có cái gì tuyệt chiêu liền sử xuất đến, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút thực lực đến cùng như thế nào. Tiêu Viêm vỗ vỗ bụi đất trên người cười hắc hắc, bình yên vô sự rất thẳng người, đem lên thân vỡ tan quần áo trực tiếp kéo xuống, chỗ ngực trơn bóng như ngọc, phảng phất không có nhận tổn thương chút nào. Thấy Tiêu Viêm ngực không có một chút thụ thương vết tích, Trúc Thiên Hỏa lông mày hơi nhíu, lập tức hừ lạnh một tiếng, mình vừa rồi một kích mặc dù không có sử xuất toàn lực, nhưng chí ít có thể kích thương một đạo đế hoàng, Tiêu Viêm thế mà bình yên vô sự. Hai người thế mà đều không có sử xuất lực lượng chân chính. Nơi xa, Chiến Khải sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trúc Thiên Hỏa, khó có thể tin, một năm trước đó, gia hỏa này hay là mình trong tay một quân cờ, nhưng bây giờ, vậy mà đã đến tình trạng như thế. Muốn bắt đầu. Lâm Đao đứng ở giữa không trung, cảm thụ được trên thân hai người khí thế cường đại, trong hai con ngươi có khó mà ức chế lạnh lẽo chi sắc, tiếp theo hóa thành một trận chiến ý, vừa rồi mặc dù chỉ là hai người thăm dò ra tay, nhưng có nội tình đã là không kém, loại thực lực này, nội tâm của hắn thậm chí đều có chút ít chờ mong. Ta đến rồi. Tiêu Viêm nhếch miệng cười một tiếng, bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thân hình như là một viên như đạn pháo bắn về phía Trúc Thiên Hỏa, song quyền phía trên nguyên khí phun trào, ẩn chứa cực kỳ dữ dằn năng lượng. Tay trái Thiên Diễn Quyền, tay phải Thiên Cực Quyền, hai đạo quyền pháp mặc dù đều chỉ là đế quyết, nhưng bị bây giờ Tiêu Viêm thi triển đi ra, uy lực đã là tăng nhiều. Phát giác được Tiêu Viêm song quyền ẩn chứa lớn uy lực, Trúc Thiên Hỏa thần sắc không có một tia biến hóa, dưới chân hỏa diễm đột nhiên dâng lên, tiếng gió rít gào, đã là hóa thành đạo đạo tàn ảnh tùy tiện hiện lên. Tiêu Viêm song quyền, hỏa diễm run run, xuất hiện lần nữa tại Tiêu Viêm, song trưởng trực tiếp ấn hướng người lưng bộ, hỏa diễm như nộ long gào thét, nháy mắt đem Tiêu Viêm đánh bay ra ngoài. Tại không trung, đem nguồn sức mạnh này triệt tiêu, Tiêu Viêm rơi xuống mặt đất xoay người thần sắc hơi kinh ngạc nhìn về phía Trúc Thiên Hỏa, đây là chiêu thức gì, vậy mà có thể thân hóa hỏa diễm tiêu tán lại xuất hiện. Đây là ta lĩnh ngộ Thánh Linh Hỏa Thể sau ngộ ra một cái đế kỹ, có thể trong khoảng thời gian ngắn mượn nhờ hỏa diễm, từ một chỗ thuấn gian di động đến một địa phương khác. Nhìn thấy Tiêu Viêm thần sắc kinh ngạc, Trúc Thiên Hỏa nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt lại là vẫn nặng nề như cũ, gia hỏa này, thế mà còn là không có nhận một tia tổn thương, lực phòng ngự làm sao lại cường đại như thế? Quả nhiên thần kỳ. Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Viêm cũng không khỏi phải tán thán nói, tuyệt chiêu có thể nói là thời khắc nguy cấp bỏ mệnh đế kỹ, vừa rồi trong nháy mắt đó tốc độ, so với Lâm Đao điểm thương trời đều muốn nhanh hơn không ít, có thể xưng đạt tới cấp độ cực hạn, thậm chí có loại lĩnh ngộ không gian huyền bí cảm giác. Tiêu Viêm, ngươi cũng là vừa mới tiến vào đế hoàng đi, nói cách khác, ngươi còn không có thật tốt ngưng kết trong cơ thể nguyên khí hình thành nguyên khí chi dực, như vậy một chiêu này, ta nhìn ngươi làm sao tránh. Thánh Linh Viêm Thương Trận. Trúc Thiên Hỏa gầm thét một tiếng, trong cơ thể vô tận hỏa nguyên khí nhao nhao tuôn ra, trong chốc lát chính là hóa thành che ngợp bầu trời hỏa diễm trường thương, mỗi một cây trường thương có được lực phá hoại cực lớn, Trúc Thiên Hỏa năm ngón tay khẽ động, vô số hỏa diễm trường thương như hỏa diễm mãng xà bắn ra, từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem Tiêu Viêm quanh thân triệt để phong bế. Thật mạnh chiêu thức. Phát giác được đến một chiêu này uy lực, Võ Thiếu Kỳ đều là kinh ngạc há to miệng, một chiêu này hoàn toàn siêu việt đế quyết phạm trù, coi như tại đế pháp, khủng bố cũng coi là khá mạnh đế kỹ. Mỗi một cây trường thương chỉ sợ đều có thể đánh giết một cái đế vương đi. Nguyên Thiên Mục nhìn qua bầu trời xa xa lít nha lít nhít hỏa diễm trường thương lẩm bẩm, trong lòng cũng là rung động không thôi, loại này uy lực của chiêu thức đã là vượt xa tưởng tượng của hắn. Có khả năng. Một bên Tô Khinh Vũ cũng là gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch, nhìn phía xa Trúc Thiên Hỏa đột nhiên tái nhợt xuống tới sắc mặt, hiển nhiên một chiêu này hao phí cái sau quá nhiều bổn nguyên đế khí. Có đúng không? Nghe Trúc Thiên Hỏa, Tiêu Viêm lạnh cười một tiếng, ánh mắt đảo qua từ bốn phương tám hướng vọt tới hỏa diễm trường thương, cau mày, trong con ngươi cũng là xuất hiện một vòng nặng nề, bằng tâm mà nói, một chiêu này uy lực đã là vượt xa tưởng tượng của hắn, liền xem như bình thường lục đạo, thậm chí bảy đạo đế hoàng đô sẽ bản thân bị trọng thương, nhưng là... Tiêu Viêm cười cười, tại hỏa diễm trường thương vọt tới một nháy mắt, Tiêu Viêm thân thể khẽ run lên. Phía sau, hai đạo rộng lớn đỏ kim sắc hỏa diễm hai cánh đột nhiên triển khai, hai cánh huy động, đã là mang theo Tiêu Viêm phóng lên tận trời, phảng phất một con bay lên hướng cửu thiên nộ long, đem tất cả viêm thương thế công toàn bộ né tránh. Tới đây, thì cũng kết thúc nội dung của tập 79 đấu phá thương khung chi đại thiên thế giới.
Các bạn nếu thấy hay hãy cho mình xin một like và comment những ý kiến của mình vào phần bình luận nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bấm theo dõi để cập nhật tập 80 sớm nhất nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.